muốn thay thế SMS, cả bốn nhà mạng lớn của Mỹ gồm AT&T, Verizon, Mobile và Sprint đều đồng loạt gia nhập liên minh CCMi mới hướng tới việc thay thế định dạng tin nhắn SMS bằng ứng dụng tin nhắn độc lập thế hệ mới. CCMi cũng hứa hẹn ra mắt ứng dụng nhắn tin mới cho điện thoại Android trong năm tới. Ứng dụng này sẽ được cài đặt sẵn cho điện thoại Android mà nhà mạng bán ra. Ứng dụng sẽ vẫn hỗ trợ tất cả tính năng RCS thông thường như con trỏ nháy khi gõ, đính kèm tệp tin độ phân giải cao, chat nhóm ngoài ra ứng dụng cũng sẽ tương thích với chuẩn universal profile toàn cầu mà rcs đã được tất cả nhà mạng trên thế giới thông qua ccmi cho biết sẽ làm việc với các công ty như samsung google để chắc rằng một ứng dụng nhắn tin kiểu như android message sẽ thay thế tính năng tin nhắn thông thường của điện thoại hiện chưa rõ apple có tham gia liên minh này hay không đại diện ccmi cho biết họ rất hoan nghênh apple nếu hãng này hỗ trợ định dạng rcs ngoài tạo lập ứng dụng tin nhắn mới các bên tham gia ccmi hy vọng sẽ khai thác cơ hội quảng cáo và giao dịch qua ứng dụng